dân buôn đồ Thái sẽ không muốn các bạn biết chỗ này, tại vì nơi này hầu hết các con buôn đều lấy hàng mỹ phẩm về bán cho mấy bạn nè. Hello mấy bạn, lại là Thanh ăn hết thế giới nè. Hôm nay Thanh sẽ dắt mấy bạn đi ở một nơi bán dầu Thái, mỹ phẩm Thái, bánh kẹo Thái mà đa số các bạn hay mua ở trên mạng của những người xách tay về á. Mà không biết tại sao nha, giá ở trong đây rất là rẻ, rẻ hơn ở ngoài rất là nhiều. Rẻ hơn ví dụ như là Bixi hoặc Platinum rồi, rẻ nhiều lắm luôn. Nói chung là mấy cái số mà bạn nhìn 100, 200 hoặc là 23, 53, 50 đồ đó, mấy bạn nhân lên cho 70 đi là ra được cái số hiện kim của Việt Nam mình. Ví dụ như một chai xịt body ở đây là 90 thì tầm 63 hiện kim. Trời ơi, một chai xịt body hoặc dưỡng da thì chưa tới 100 hiện kim Việt Nam luôn nha. Cái loại này ở bên Việt Nam mình thấy bán cũng nhiều lắm, mua một tặng một luôn mà cũng chưa tới 100 hiện kim. Cái tiệm này hồi đó nằm ở trong chợ Sĩ Bratunam á, nhưng mà bây giờ dời qua chỗ mới rồi. Bạn nào mà có đi Thái thì cứ search ở trên Google tofu nha là nó sẽ ra, rồi chỉ đường cho mấy bạn đi luôn. Thành thật là khuyên mấy bạn có đi Thái thì qua đây mua đồ nha, rẻ hơn rất là nhiều luôn đó. Còn cái này là máy tính tiền tự động, hóa đơn ra bao nhiêu thì chỉ cần đút tiền vô, có tiền thừa thì nó sẽ tự thối lại. Ở Việt Nam của mình thì chưa có cái máy này đâu nha. Mà thiệt sự là không biết tại sao ở đây là rẻ hơn những chỗ khác rất là nhiều. Mấy bạn nào mà có đi Thái nhiều thì giải thích thử giùm Thanh nha. Mà cái chỗ này khá là nổi tiếng luôn, người Thái mua ở đây rất là nhiều. Mình thì đi qua Thái tầm 5-6 lần rồi thì mới biết được cái chỗ này luôn á. Nhớ nói lại cái video này. Bây giờ thì hết clip rồi, hẹn mấy bạn ở clip sau nha.